Chào anh em nhá. Hôm nay là 14 tháng 2 anh em ạ. Xe bắt đầu chạy lại dần rồi. Đây, chỗ này là cái bãi trung chuyển anh em ạ. Hồ vô thì nó chạy từ mỏ xuống đến dưới này ra đổ ở đây xong xong lại bắt đầu lại chuyển tải lên con hồ lách nha anh em nhá. Thời tiết hôm nay dễ chịu thật anh em ạ. Đây nha anh em ơi, toàn là hồ lách nha, quá nhiều luôn. Bãi bên kia đấy nhá. Đấy, mình đang zoom lại gần cho anh em xem. Phía đối diện nhà trắng trắng ấy là sân gôn anh em. Đây anh em ạ, họ múc đất ở đây xong là chuyển đi sang tít về phía đằng kia nhá. Đây mình sẽ zoom cho anh em xem. Đó. Xa nữa chỗ đấy. Hôm nay thời tiết cực kỳ là dễ chịu luôn. Không nóng không lạnh. Đây máy múc đang lấy điểm để nuôi vào trong để lại múc đất phía ngoài nhé. Buổi sáng thì xe bốn chân hổ vô nó cũng chạy anh em ạ, nó chỉ làm ca chiều với cả ca đêm thôi.
sạch phết. Nha anh em cùng theo dõi xem là con hổ lịch này được mấy gầu thì đầy nhá. Mình đoán tầm 7 gầu gì đấy, 7-8 gầu gì đấy. Đấy, con máy này xúc nó chỉ là gầu vơi thôi nhá, nó chưa có ngọn đâu. Đây anh em đấy, hai gầu. Tầm 8-9 gầu rồi đấy anh em. Đấy, 8 gầu tròn anh em ạ. Con này khỏe lắm, nhìn thấy thôi. Anh em tám này. Đây toàn cảnh bái này anh em ạ. Con máy xúc 750 này, 750 này mỗi tiếng nghe mấy anh em lái bảo là tầm uống tầm khoảng gần trăm lít dầu nhá anh em ơi. Tầm 8-90 lít gì đấy. Thank you.
cái xe đưa đón công nhân. Xe đưa đón công nhân ra ngoài ngoài bãi tiếp ngoài em nghe anh ơi.